Mẹ ơi, mình hát nhạc thiếu nhi đi. Hả? Mẹ con không biết hát nhạc của Tú Hi đâu, bài đó khó lắm. Bài đó khó hát lắm hả? Vậy thì hát nhạc của mẹ đi. Hả? Nhạc của mẹ sao? À, con đường mẹ về nhà, nở đầy hoa chi lê màu trắng. Lá hoa chi lê màu trắng đó, nhiệt tình còn rất tốt. Nếu như em hồi phục trí nhớ, không biết anh và em sẽ trở nên như thế nào đây nữa. Cảnh sát Lưu, tôi xin lỗi, tôi làm phiền anh. Hãy tìm hiểu rõ hơn về người có tên là La Trấn Cửu đi. Nghe nói là người có hai lần tiền sự. Tôi muốn biết là anh ta đã phạm tội gì mà để lại hai lần tiền sự như vậy. Sao có thể? Anh ta sao có thể cùng với một người mất trí nhớ sống chung với nhau 6 năm như vậy? Tôi nhất định phải biết được. Tôi nhất định phải biết. Anh hãy giúp tôi. Nè, đây là cái gì? Đây là tiền bà đưa hôm qua. Bên trong có chứa hơn 1 triệu, là bà đã đưa nhầm phong bì cho tôi rồi. Cho nên vậy. Ê, không phải đâu. Đây đúng là cái tôi cho bà mà. Bà cất đi. Nè, cất đi mà. Còn cái này nữa, là tiền lương đưa trước bà 1 tháng đó. Thật ra thì bà là người tôi thuê để đợi tìm được bà giúp việc thôi. Bởi vì vậy mà khi thấy bà tới, tôi thật sự rất vui đó. Hy vọng bà có thể tiếp tục làm việc ở nhà tôi, nên mới đưa trước lương 1 tháng cho bà luôn đó. Bà đúng thật là nhiều tiền quá đó. Tiền? Đúng rồi, tiền thì có rất là nhiều mà. Nhưng mà cũng có thứ mà tiền không mua được đâu. Tình bạn đó. Ở đây không có bạn bè nào cùng đẳng cấp với tôi hết đó. Ôi thật là. Phát Thuận à, cảm ơn ý tốt của bà. Cứ cho tôi theo lương tháng 80.000 là được rồi. Hả? 1 triệu cũng vậy, 1 tháng tiền lương cũng vậy mà. Tôi hiểu ý tốt của bạn bè, nhưng nếu phải chấp nhận cái này, tôi sẽ không thể làm bạn với bà được nữa. Nè Thuận Tử à, nếu bà lợi dụng bạn bè mà dùng tiền của người ta như vậy, sau này rất khó có thể làm bạn bè tiếp được đó. Vậy thì cứ nhận ý tốt của bà là được rồi, hả? Ôi, thật là, nhà đầu thối này, bà nói như vậy thì tai của tôi đúng thật, rất ngại rồi đó. Có gì mà phải ngại đâu chứ. Ý tốt của bà tôi rất là cảm ơn, là do tôi cảm thấy gánh nặng nên mới vậy. Vậy tôi về đây, hả? Súp canh và đồ ăn tôi đã chuẩn bị hết rồi. Bà tự mình lấy là ăn được rồi nha. Ôi, được rồi. Thật là tâm trạng nghe giáo huấn đây mà. Ôi, con nhà đầu thối này. Thật là, từ lúc nhỏ bắt đầu càm nhạo tôi, nói rất nhiều điều giáo huấn tôi rồi. Ôi, bây giờ già rồi, vẫn giống hệt lúc trước thôi. Vậy thật hả? À, tôi biết rồi. Lần sau tôi sẽ không giáo huấn bà nữa. Tôi đi đây. Bản tự của con người là do trời sinh ra. Người giàu có cũng vậy, người nghèo khổ cũng vậy. Bản tự của chính mình có thể trách ai được chứ? Vậy cũng phải, bạn bè sống tốt không phải là rất tốt sao? Không phải sao Thuận Tử à? Hả? Đợi một lần. Stop, stop, stop. Thuận Tử à? Phan Thuận Tử? Ông là... Bà là Phan Thuận Tử phải không? Phải. Nhưng mà làm sao ông biết tôi vậy? Bà không nhận ra tôi sao? Khương Giang Phúc. Tôi,
Khương Vạn Phúc là tài xế ở xưởng cũ Mỹ đó. Khương Vạn Phúc, Khương Vạn Phúc. Anh à, đã nhớ ra rồi hả? Đã không gặp nhau bao nhiêu năm rồi? Đã hơn 40 năm rồi hả? Ôi mẹ ơi, trời đất, ôi trời đất ơi. Mà thật sự là không quen biết chồng tôi sao? Không quen hả? Cái đó, không lẽ cái đó với Phát Thuận? Đúng rồi, anh với Bạch Thuận kết hôn rồi. Ôi trời đất ơi, ôi trời, ôi trời. Hả? Tiệm cà phê không công, bị điên hả? Để tôi làm việc ở đó. Hả? Xung quanh có rất nhiều công ty kinh doanh sao? Các chủ tịch công ty hay ở đó hả? Có thật không? Chỗ đó là chỗ nào vậy? Vậy thật hả? À, tôi biết rồi, bây giờ tôi tới liền. Thằng nhóc này, tướng mạo nhất định là ok rồi. Làm ở tiệm cà phê không công thì đáng tiếc cho tướng mạo đó lắm. Đừng lo lắng, tôi rất tự tin. Mẹ nói đúng rồi. Bà nội ơi, bảo bối của bà được kiếm tiền về rồi đây. Cơm tối con chuẩn bị xong rồi. Mẹ đi tắm, con sẽ chuẩn bị bằng cơm cho mẹ. Tụi nhỏ đâu rồi? Vẫn chưa về. Nếu dọn dẹp hết quán của Căn Triết rồi mới về nhà thì cũng trễ lắm. Trân Cụ, nơi làm việc ở quán Căn Triết hả? Có thể là Căn Triết muốn anh ấy qua giúp đó. Vấn đề xử lý thương gia cũng vậy mà, cũng không thể. Trân Cụ phải ổn định hơn mới được đó. Đúng là chuyện lớn mà. Dạ, bạn của mẹ tốt không? Vẫn rất tốt. Nhưng mà có chút hơi gì đó. Nói là xui gia sống tốt cũng bị đau bụng. Bạn bè sống tốt thì tốt thật đó. Nhưng mà cứ cho thấy rõ là mẹ sống không tốt. Người bạn đó sống tốt như thế này, cứ cảm thấy mẹ không là gì hết. Cũng không thể nói cười vui vẻ được. Lòng người cũng đúng thật là khác nhau mà. Mẹ, không làm việc ở đó nữa không được sao? Để con làm cho mà. Nếu như con bắt đầu làm lại việc buôn bán cơm hộp, nếu tìm thêm công việc nữa. Không sao đâu, mẹ tự biết sắp xếp mà. Con đừng có cãi nhau với bà Tuân Hì nữa, sống cho tốt vào đi. Gần đây thấy tụi con vậy mẹ rất là bất an đó. Lúc trước chỉ cần lời nói của ba Tuấn Hy thì con là người tuân theo vô điều kiện mà. Con xin lỗi. Ông đang cười cái gì vậy? Có chuyện gì vui hay sao? Không có. Lúc nãy ăn cơm tối cũng cười hì hì. Ông bị sao vậy? Bị sao hả? Ai cười hì hì chứ? Cười hì hì cái gì chứ? Nói chuyện cẩn thận chút đi. Thì là do bây giờ ông cười hì hì thì nói là cười hì hì chứ sao hả? Nếu như để tôi không nói ông đang cười hì hì thì tôi biết trả lời ông là cái gì đây chứ? Đang giận hả? Tôi đã nói là phải yên phận cao sang một chút rồi mà. Con người trông không ra gì mà lại sống như vậy hay sao? Ôi, trái đất này chỉ có những người cao thượng thì còn có ý nghĩa gì nữa. Con người mà đang sống thì phải cái thằng này, cái thằng kia, tất cả những hỗn tạp đó thì... Ôi trời. Tôi nói nè, cái đó thuận tử. Thuận tử. Thuận tử? Ồ, sao? Nhà mình lớn như vậy có phải sẽ rất là mệt hay là nên nghĩ tình cũ? Tình cũ? Tình cũ cái gì hả? Ông với Thuận Tử đã từng là tình cũ sao? Không phải, ý của tôi là do là bạn của bà mà, cho nên tôi giúp cô ấy thì thế nào hả? Là cái ý đó đó. Đừng có lo mà, tôi sẽ biết sắp xếp thôi. Chuyện giúp đỡ bạn của tôi, ông lo làm gì chứ? Thì vậy cũng phải. Tôi đi ngủ đây. Ôi, ông coi ông kìa. Có lúc nào ông vì việc nhà lại bận tâm đến như vậy chứ? Ông đã từng hao tâm cái gì rồi hả? Ơi trời ơi ơi. Cái này thật là hoành tráng đó nghe. Cái này đưa đến đâu vậy? Để anh với đại cổ cùng đưa đi. Em bị một mình không?
không sống đâu. Vậy thì em rất cảm ơn. Nhưng mà anh, em có hẹn rồi. Em chồng à, anh em đi với chị được rồi, em bận chuyện của em đi. Em xin lỗi chị dâu, nhưng mà em sẽ đưa Tuấn Hy đến nhà trẻ. Vậy thì cảm ơn em nha. Chuẩn bị xong thì cứ gọi cho anh. Anh đi tắm nha. Wow. Cô Ngân Tú. Trưởng Phong à, anh đợi lâu rồi hả? Không có đâu, cơm hộp đâu. Ở đây nè. Ở đây gặp được ông chủ tiệm bánh mì Đại Cửu nè. Cái này, tiền cơm hộp đây. Cảm ơn cô, chúng tôi sẽ ăn cơm mì. Dạ, cảm ơn anh nha, cảm ơn nhiều. Wow, kiếm được tiền rồi. Em vui vậy hả? Tất nhiên rồi. Đúng rồi, em có cuộc hẹn phải đi trước đó. Cuộc hẹn? Cuộc hẹn gì vậy? Đợi em về nhà rồi nói cho anh biết nha. Ôi trễ rồi, em đi đây. Tới đây làm gì chứ? Đến phòng tu chế biến thức ăn ở lầu 4. Ở đây có chút chuyện. Hả? Ôi trời, sao mà hai người lại đến cùng với nhau vậy? Cô Du Tịnh, cô đến rồi thật tốt. Đúng rồi, hai người quen biết nhau rồi chứ. Vậy tôi cũng phải giới thiệu một chút đó. Cô Du Tịnh, đây là Khương Chính Quân, người mà sắp kết hôn với tôi. Tháng 4 này chúng tôi sẽ đính hôn. Chúc mừng lại đính hôn của hai người. Rất cảm ơn cô. Anh à, em không giới thiệu riêng chắc anh cũng biết rồi chứ. Cô Ngô Du Tịnh sau này sẽ làm việc ở phòng thu của chúng ta. Chủ phòng Lô à, cô vào đây một lát đi. Cô hãy đi tham quan phòng thu của chủ phòng Lưu đi. Cũng đi xem nhà bếp. Chủ phòng Lưu, nhờ cô giới thiệu một chút. Dạ, xin cô hãy theo tôi. À, được rồi. Em thực sự không biết cô ấy là ai sao? Không phải là cô Du Tịnh sao? Rốt cuộc em cần phải biết gì nữa chứ? Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Ai sao lại như vậy? Cô gái đâu? Cô gái đâu? Buồn chết đi được. Anh nói đi, rốt cuộc cô ta là ai? Không phải là Ngô Du Tịnh sao? Thôi bỏ đi. Anh à, những dụng cụ ăn này đều là thầy giáo đích thân mua từ châu Âu về đó. Đúng thật là rất giỏi. Thầy giáo đã nói là cô là một người rất có thực lực. Tôi rất mong đợi. Dạ không đâu, tôi không tốt như vậy đâu mà. Lý do em gọi cho anh là gì vậy? Không phải nói là rất gấp sao? Đúng rồi, đây là bản đối giá của sản phẩm cơm hộp phải đưa ra thị trường của thực phẩm Vạn Phúc lần này đó. Có cả tài liệu về thực đơn nữa, còn kèm theo hình ảnh của thực đơn cơm hộp mà chúng ta đang làm đó. Chỉ vì cái này mà em gọi anh đến à? Là anh đã nói mà, là chuyện rất gấp mà. Kêu em làm nhanh hết khả năng của mình, cho nên mới làm gấp gáp như vậy. Cái gì mà chỉ gì, thật quá đáng. Là căn cứ vào giá cả mà làm rất nhiều loại rồi đó. Về so sánh giá cả thì dinh dưỡng cũng là lựa chọn tốt nhất đó. Chuyện này em gọi người bên thực chủ được mà. Như vậy mới được thấy anh nhiều hơn chứ. Muốn vào tập đoàn Vạn Phúc làm sao? Anh hả? Tại sao? Chỉ vào được chỗ đó mới có thể điều tra ra đại ca mà Tây Sông phục tùng là ai được. Anh dựa vào đâu mà vào đó làm được? Em trai anh tốt nghiệp đại học còn không tìm được việc làm. Mấy hôm trước có đến đó, quảng cáo tìm tài xế lái xe. Họ có tuyển tài xế lái xe. Tài xế? Chuyện chuyển thực phẩm bên đó đang tìm tài xế lái xe cho họ. Cho dù thế nào cũng phải thử xem. Đi tham quan xong rồi hả? Cùng ngồi đi. Đây đúng là một nơi rất tốt đó. Đây có là gì đâu. Cô thấy sao?
chuyện làm việc chung với chúng tôi, nếu như đồng ý thì bắt đầu làm việc từ hôm nay đi. Nói thật không giấu gì, tôi rất muốn làm. Đây cũng là mong ước đã lâu của tôi mà. Vậy thì cô cũng bắt đầu làm việc từ hôm nay luôn đi. Nhưng mà hình như có một chút khó khăn đó. Hả? Sao chứ? Đối với tôi mà nói, làm việc ở những nơi như thế này thì vẫn chưa đủ thực lực. Chỉ làm cơm hộp tại nhà, loại thực lực đó thôi. Làm việc ở nơi ưu tú như vậy thì coi là hơi quá đáng rồi. Chỉ là một nhân viên cộng tác thôi mà. Mà nhân viên chính là trợ thủ, chuẩn bị tài liệu, dọn dẹp hậu sự. Chỉ là vừa như vậy vừa học hỏi thôi. Cho dù vậy, đối với tôi mà nói chuyện đó cũng là chuyện quá đáng. Làm việc ở nơi như vậy, tôi còn thiếu sót rất nhiều. Tôi xin lỗi cô. Xin lỗi cô nha. Xem ra là cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Cũng không phải là việc gì khó. Vậy thì chúng ta cứ làm bạn bè đi. Dạ. Bạn bè thì không cần có tư cách, thì chỉ là bạn bè thôi. Cô thấy sao? Tôi đúng thật rất thích cô Ngô Du Tịnh đó. Từ lúc gặp cô ở nhà bếp truyền hình mua sắm, từ lúc đó bắt đầu đến bây giờ. Cô Ngô Du Tịnh, có thể nói chuyện với tôi được không? Dạ. Cô Ngô Du Tịnh đi rồi chứ? Dạ, nhưng mà vẫn đang nói chuyện với phó xã trưởng Khương Chính Quân. Phó xã trưởng hình như vẫn chưa đi. Vậy hả? Được rồi, cô đừng có bận tâm. Dạ. Hai người thì có thể làm gì chứ? Vợ của người đàn ông khác, còn có con của cô ấy với người khác. Với người đàn ông sắp phải đính hôn. Cái gì cũng không có, cái gì cũng đợi rồi xem. Tôi sẽ không cảm thấy bất an và cảm thấy sợ hãi nữa đâu. Tôi không thua đâu. Sao cô lại quen được Thế Nghiên vậy? Lần trước ở trong truyền hình mua sắm, còn có lần trước ở tiệm cà phê, còn có ngày hôm qua. Hôm qua? Nhưng mà sao lại hỏi chứ? À không, chỉ là cảm thấy cô rất thân thiết với Thế Nghiên thôi. Tuy là không thân thiết lắm, nhưng hình như là người tốt, cũng đáng để cho tôi học tập theo. Làm gì cái đó? Xem ra là cô rất bận. Tôi xin lỗi cô. Cô muốn làm việc trong phòng thu của Thế Nghiên sao? Đây là Khương Chính Quân, người mà sắp kết hôn với tôi. Tháng tư này chúng tôi sẽ đính hôn. À, không có đâu. Năng lực của tôi vẫn có hạn, hình như vẫn chưa được. À, tôi có thể hỏi anh một chuyện có được không? Phải, cô cứ việc hỏi. Tại sao phải tìm người có tên là Lý Ngân Tú vậy? Cô ấy có phải là người rất thân với lại phó xã trưởng đây không? Phải. Không thể nói thành lời. Là không thể nói thành lời. Người thân thiết như vậy đó. Là người sắp kết hôn với tôi đó. À, thì ra vậy. Vậy thì tôi xin phép đi trước. Cảm ơn anh nha. Cái đó, có thật là cô không biết người tên Lý Ngân Tú không? À, bây giờ thì tôi cũng chưa biết nữa. Xin cảm ơn anh. Alo. À, mình à, bây giờ em sắp về nhà rồi. Em sẽ đến nhà trẻ của Tấn Hy rồi đón nó về luôn. Dạ. Anh đừng có lo mà. Dạ. Vậy tôi xin phép đi trước.
Mùa xuân đến rồi. Ôi, tốt quá đi. Có thể ăn bữa trưa ngon, còn có thể đi tản bộ nữa. Tổ trưởng à, con đã nói chuyện với phó xã trưởng chưa? Nói là Lý Ngân Tú vẫn còn sống đó. Vẫn chưa? Còn chưa chắc chắn mà. Nhắc cô ta làm gì? Tôi rất là chắc chắn đó. Là do chính mắt tôi nhìn thấy mà. Chính là Lý Ngân Tú. Cô còn thấy đâu? Cũng đâu còn cách nào đâu. Bây giờ thì còn cách gì chứ? Chỉ làm cho nó thêm đau lòng thôi. Vậy cũng phải ha. Chừng nào thì phó xã trưởng đến hôm đây? Là tháng 4 hả? Đây mà là hội thảo luận cái gì chứ? Chỉ lo nghe giảng thôi cũng đủ nhức đầu rồi. Đến công việc ăn cơm hộp còn tốt hơn nữa đúng không? Đúng dạ. Rồi. Cơm hộp này ngon thiệt đó. Nếu như là ở An Xô thì ngày nào cũng được ăn. Hộp cơm kia đẹp thiệt đó. Đúng là rất đẹp mà. Chắc là phải mắc lắm đây. Hộp cơm loại đó chắc là mỗi phần 10.000 quá. Nếu 10.000 mà ở mức độ đó thì quá là ưu tú rồi. Ở đó là ở đâu hả? Hình như không phải là sản phẩm nổi tiếng. Đi hỏi thử thôi. Ê, quê chết được, hỏi cái gì chứ? Nè tổ trưởng à. Ây trời, thật là quá đáng mà. À, cho hỏi, mọi người đang ăn... À, tôi thất lễ rồi, tôi thấy hộp cơm... Hộp cơm rất là đẹp. Cái này ở công ty nào? Cái này không phải là của công ty. Có một người làm cơm hộp bán thôi, là mẹ của một đứa bé. Vậy thì là hộp cơm do một người làm thôi sao? Wow. Nếu như là không thất lễ lắm, tôi có thể hỏi thêm một chuyện không vậy? Cái này một phần là bao nhiêu tiền ha? 7.000 won thôi. 7.000 won sao? Ê, không thể nào. Đồ ăn phong phú như vậy sao có thể là 7.000 won được? Wow. 7.000 won có thể làm được như vậy sao? Chính quân đó không có chuyện gì chứ? Dạ. Lý Ngân Tú hay là chị đó đã sống trở lại rồi sao? Không tìm hả? Hình như là vẫn chưa biết cô Ngô Du Tịnh chính là Lý Ngân Tú thì phải. Cho nên vì vậy, đối với chính quyền mà nói là chuyện không thể nào. Ngô Du Tịnh, chồng của cô ta làm chuyện gì? Hình như là cũng không có công việc gì ổn định cả. Đúng là còn chọn người đàn ông phù hợp với tiêu chuẩn của bản thân. Nhìn coi, lấy một người kém cỏi như vậy. Anh trông chừng tốt thằng chính quyền cho tôi, đừng để nó làm chuyện ngoài lề nữa, có biết không? Dạ, thưa chủ tịch. Xã trưởng à? Tôi xin lỗi nha. Tôi thấy những đồ vật này thì không thể chịu nổi rồi. Bộ âu phục đẹp như vậy mà. Có thứ đồ vật này không phải rất bẩn sao? Tôi xin lỗi. Ôi, cái con hồ ly tinh này. Điên mất thôi. Điên mất rồi. Cảm ơn cô. Tên cô là... Là khoa trưởng tổ phát triển sản phẩm Jan Jojin. Cảm ơn cô. Khoa trưởng Jan. Đã gặp nhau lúc nào rồi chứ? Còn giúp đàn ông gỡ bỏ chỉ dư. Mà còn không là xã trưởng. Không phải ngày nào cũng gặp ở công ty sao? Xã trưởng thì không phải là đàn ông hả? Đàn ông thì cho dù là lúc nào, ở đâu, cũng đều cần phải có bàn tay phụ nữ. Cô không biết sao? Cái gì chứ? Đúng là tức chết mà. Chuyện đó là chuyện phải làm với đàn ông của cô hả? Xã trưởng không phải là đơn thân hay sao? Tất cả đàn ông đơn thân đều là đàn ông của tôi. À đúng rồi. Tổ trưởng chắc là không hiểu đàn ông đâu. Sau này tôi sẽ dạy cho một chiêu ha. Nè, cô... cái gì hả? Đàn ông đơn thân đều là đàn ông của cô hả? Nè, nếu đều là đàn ông của tôi ở đâu hả? Đúng thật là... Không phải là Ngô Như Tịnh sao? Còn cần phải biết gì nữa chứ? Luật sư Kim nói là mấy giờ mới tới? Được rồi, ra ngoài đi. Alo, Trung Jun à? Sao rồi? Đã nghe ngóng được tung tích của Danh Bông Xích rồi hả? Ở phía Seoul sao? Vậy thì chính là nói Man Jung Sik đang ở Seoul. Được rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn nhiều. Ngân Tú... vẫn chưa. Vẫn chưa hồi phục trí nhớ. Vẫn còn chưa nhận ra tôi. Nhưng mà đang nghe ngóng từng chút một. Ngân Tú là người như thế nào? Tại sao lại đi tìm Ngân Tú?
Dạ thưa quý khách muốn dùng gì ạ? Cho chúng tôi ly cà phê đặc và ly cà phê hương thảo đi. Tôi biết rồi. Tôi tên là Đại Cửu, là ca sĩ tình nguyện. Hả? Xin chào quý khách. Tôi tên là Đại Cửu, tôi là ca sĩ tình nguyện. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người, tôi là ca sĩ tình nguyện là Đại Cửu. Xin chào mọi người, tôi là La Đại Cửu. Xin chào. Một ly cà phê đặc, một ly đại hương thảo. Anh đang làm gì vậy? Đây là sân tuyển chọn của công ty hả? Không nhìn thấy khách hàng đang cười anh sao? Nhìn tướng quê một của anh như vậy làm việc gì cùng. Nè, đây là trong đám đông đó, trong đám đông. Đừng có làm việc mất mặt nữa, nghe rõ chưa? Tôi xin lỗi anh, tôi nghe rõ rồi. Nếu muốn lấy cái tên Lý Ngân Tú để sống thì phải làm đơn xin cải chính hộ tịch trước. Phải chứng minh mình là Lý Ngân Tú mới được. Vậy thì phải làm thế nào đây? Phải tốn một khoảng thời gian nữa rồi. Mẹ ơi! À, Tuấn Hy à. Đến rồi hả? Chuyện là sao vậy anh? À, qua hết buổi trưa là không có bận gì hết. Muốn đến gặp Tuấn Hy thì mới đến thôi. Anh đến rồi thì tốt. Mẹ ơi! Chúng ta đi ăn pizza rồi về nha. Cùng đi ăn với ba đi. Mẹ ơi, một lần thôi mà. Em à, em không sao chứ? Đi ăn thôi. Đi con. Chị của em xong chưa? Thì chỉ là nói là muốn em làm việc chung với lại Thế Nghiên của phòng thu Cookie. Nhưng mà sao? Em nói là em không làm được. Tại sao vậy? Cứ cảm thấy công việc đó không thích hợp với em. Nếu có thể làm việc ở một nơi qua lệ hoành tráng như vậy, chắc là sẽ học được rất là nhiều thứ. Em thấy đây không phải là lúc thôi. Bản thân của em hiểu rõ em nhất mà. Mẹ đã từng nói khi mà em còn nhỏ, con người phải biết từ chối những đại ngộ quá mức. Đại ngộ quá mức nhất định có lý do gì đó. Mẹ sao? Mẹ còn nói cả những chuyện đó nữa hả? Tất nhiên rồi, em học được ở bên mẹ rất nhiều thứ đó. Alo. À, tôi là Ngô Như Tịnh đây. À, xin chào cô, tôi là tổ trưởng tổ phát triển sản phẩm thực phẩm Dạo Phúc. Tôi là Mã Đông Hy đây, tự nhiên gọi điện cho cô như vậy thật là xin lỗi cô nhiều nha. Tôi hôm nay nhìn thấy người mà cô đã làm cơm hộp giao cho họ. Nếu như là không thất lễ, có thể đặt cơm cô không? Dạ, tất nhiên được rồi. Dạ. Dạ, mấy hộp? À, còn có bảng báo giá nữa hả? Là từ 5.000 won đến 10.000. Dạ phải. Lúc nào thì cần ạ? Ngày mai có được không vậy? Dạ phải. Vậy bữa trưa ngày mai đi. À, được rồi. Vậy tôi sẽ trả riêng cho cô tiền phí vận chuyển. Dạ, được rồi. Chào cô nha. Dạ. Mình đi thôi. Chào ông, xã trưởng. Không phải là luật sư Kim đây sao? Đến đây có chuyện gì vậy? Tôi đã đến gặp phó xã trưởng Khương Chính Quân. À, đến gặp Chính Quân à? Là chuyện gì? Là có chuyện cần giải quyết liên quan tới pháp luật đó mà. Là chuyện gì chứ? À, cái đó... không sao đâu. Ông không phải rất rõ tôi và Chính Quân là không có bí mật gì sao? Tôi biết rồi. Là chuyện có liên quan đến người tên là Lý Ngân Tú.
ơi, con lấy máy tính của chú xem phim hoạt hình nha. Chỉ được xem một chút thôi đó nha. Dạ. Anh đi tắm đi. Dạ. Dẫn gia đình của anh rời khỏi Seoul đi. Nếu không thì giờ anh cũng sẽ biết chân tướng của tai nạn giao thông của 6 năm trước. Đây là lời cảnh báo thứ hai. Bà xã à, phòng vệ sinh hết kem đánh răng rồi, để đâu vậy? Chân tướng đó là gì? Xin anh hãy nói đi mà, chân tướng là gì chứ?